Chào các bạn, mình là Hiếu đến từ website cung cấp hạt giống.com. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách ươm hạt giống của cây hoa cúc anh thảo. Về khâu chuẩn bị hạt giống thì các bạn chọn mua hạt giống từ các cửa hàng uy tín hoặc mua hạt giống từ shop hoa đẹp dễ trồng. Về hạt giống của cây hoa cúc anh thảo thì các bạn ngâm trong nước hơi ấm khoảng từ 4 cho tới 6 tiếng ở nhiệt độ khoảng 30 độ C. Sau đó thì các bạn gieo hạt giống ra đất sạch giàu chất dinh dưỡng đã được xử lý cho tơi xốp và thoáng khí. Và khi gieo hạt thì các bạn gieo trực tiếp lên bề mặt của đất. Sau đó thì rải một lớp đất mỏng khoảng 1 cm lên bề mặt mà hạt các bạn vừa gieo. Về khâu đất trồng thì các bạn chọn loại đất giàu chất dinh dưỡng đã được xử lý hoặc là các bạn cũng có thể mua đất ở các cửa hàng cây cảnh. Về khâu chăm sóc thì các bạn một ngày các bạn dùng bình xịt phun sương lên lớp đất các bạn đã gieo khoảng 1 cho tới 2 lần để cho đất được ẩm ướt và hạt sẽ nhanh nảy mầm. Các bạn cũng có thể trồng ở trong chậu, trong thùng xốp hoặc là ở ngoài đất. Cảm ơn các bạn đã xem hướng dẫn về cách ươm hạt giống của cây hoa cúc anh thảo từ website cung cấp hạt giống.com.